Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ làm về hiển thị nội dung trên LCD. Dòng 1 thì hiển thị họ tên sinh viên, và dòng 2 thì điểm giờ phút giây. Thì đầu tiên em sẽ vẽ cái mặt nguyên lý. Chúng ta đầu tiên ta có sử dụng con bit 16x tầm nó vậy. Thì đầu tiên thì thiết kế mặt auto reset giống như các mặt trước, giống như các bài trước. Sau đó chúng ta chỉnh lại thông số. Sau đó chúng ta chỉnh lại thông số của chỗ và tụ. Rồi là xong auto reset. Tiếp theo là thật ăn. Thật ăn nối với hai chân giống như các bài trước thì vẫn nối với hai chân OC1 và OC2. Và cái hai tụ. Rồi chúng ta chỉnh lại thông số của tụ. Rồi chỉnh lại thông số thật ăn là 20 mê. Rồi chỉnh lại trong cái con bit cũng là 20 mê. Rồi vậy là xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối bên LCD. Thì là còn một con LCD 16x2. Thì ES cũng nối với nguồn luôn. VDD nối với nguồn luôn. Còn VS chúng ta nối với ground. Còn chân RS là chân ghi. Chân thanh ghi thì chúng ta nối lần lượt với chân RE0. Chân read write thì nối với RE1. Còn chân enable thì nối với RE2. Và chân E2 á, E0, E1, E2. Còn tiếp theo là các chân dữ liệu. Thì ở đây em sử dụng 4 bit. Nên em sử dụng dữ liệu từ D, D4 đến D7. Để tiết kiệm được tài nguyên. OK, vậy là xong mặt nguyên lý. Theo là đến với lưu đồ. Đây, và đây là lưu đồ của em. Thì lưu đồ này sẽ như sau là, đầu tiên thì bắt đầu đầu tiên là bắt đầu, xong rồi khai báo cái thư viện và cấu hình các cổng. Tiếp theo là khởi tạo LCD bằng hàm LCD Unit. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện vô cái hàm chính, thì
sẽ thực hiện hai cái, một là dòng một hiển thị cái tên Lê Đức Duy Phong lên là tên em, thì cái này chỉ cần dùng con chỏ chỏ tới và cho hiển thị lên thôi. Còn dòng thứ hai á là sẽ đếm giờ phút giây, thì cái nếu mà đúng á thì biển giây nó sẽ điểm lên một đơn vị đó, là đúng biển giây nó sẽ điểm lên một đơn vị. Rồi cứ như vậy nó đếm, cứ như vậy nó đếm. Nếu mà sai có nghĩa là biển giây lớn hơn 60, thì biển giây lớn hơn 60 thì bắt đầu xét qua biển phút. Nếu biển phút nhỏ hơn 60 thì bắt đầu phút nó sẽ đếm và giây nó sẽ về không, có nghĩa là đếm đến giây 59 á, thì bắt đầu đến 60 thì giây nó sẽ bằng không, và tiếp tục đếm giây tiếp và tiếp tục đếm giây tiếp đó, đếm giây tiếp, đúng như vậy, quay lại đếm giây tiếp. Thì đếm khi nào đến biến phút mà lớn hơn 60 bắt đầu sẽ đến điều kiện sai của nó. Điều kiện sai của nó thì bắt đầu biến giờ mà nhỏ hơn 624 thì bắt đầu giờ nó cũng cộng lên một đơn vị và biến phút bằng không đó. Và cứ như vậy, rồi nếu mà biến giờ mà sai có nghĩa là biến giờ mà lớn hơn 60 thì nó sẽ quay lại về đây và đếm lại 000. Sau đó là kết thúc, đó là lưu đồ. Tiếp theo là chương trình. Thì chương trình đầu tiên cũng khai báo như các chương trình khác, thì khai báo thư viện của 16F87, Field HS sử dụng tốc độ cao, use delay là sử dụng tần số là 20 nghe đó. Rồi như đây là định nghĩa các chân, thì xài các chân như là, thì em xài các chân là enable E2 đây, enable E2, read E1 và RS1 và RS0 thì như vậy. Xong rồi chân data từ 4 đến data 7 thì gắn với chân từ D D4 đến 7 là định nghĩa các chân. Thì sau khi khai báo cái này thì bắt đầu mới khai báo cái thư viện lcd.c đó. Thì ở đây thì em sử dụng ba cái biến là không dấu, 8 bit là giờ phút giây đó. Thì vào hàng chính thì đầu tiên vì em sử dụng hai cái bọt D và bọt E, cho nên là sẽ trích hai bọt này lên, trên hai bộ D và E. Thì đầu tiên hơn bất trên bất cứ cái trước khi mà xài LCD thì cái lệnh đầu tiên chính là cái lệnh đầu tiên chính là lệnh khai báo cái LCD này đó. Tiếp theo là cái dòng thứ nhất đây, có nghĩa là cho con chỏ đến cái vị trí 11 trên LCD và xuất ra cái dữ liệu, cho hiển thị lên cái dữ liệu, cho hiển thị lên dòng chữ Lê Đức Chi Phong là hàng thứ nhất. Rồi tiếp theo đến với hàng thứ hai thì em sử dụng ba vòng for, giờ, vòng phút, vòng giây. Thì đầu tiên giây mà em cho giây bằng không, giây nhỏ hơn 60 và giây sẽ đếm đến một. Thì á thì như đây, đầu tiên thì ở vị trí 4 dòng thứ hàng thứ hai á, vị trí thứ 4 của hàng thứ hai thì sẽ hiện print ra cái này thì em sẽ lấy luôn cả số 0 luôn, là để cho nó giống giờ phút giây là lấy luôn số 0 và cắt ra một cái để dấu hai chấm để cho nó giống giờ phút giây. Và cái này em sử dụng xuất ra cái dữ liệu của biến giờ, thì lúc này biến giờ nó chưa chạy thì nó sẽ là 00. Và đến tiếp theo là dời con chỏ sang vị trí thứ 82 thứ 8 của dòng hàng thứ hai, thì cũng vậy luôn, em cũng sẽ lấy con số 0, print hàm xuất ra, xuất dữ liệu của cái phút này ra và hiện lên, cho hiện lên có lấy số 0 đó. Thì phút này lúc này cũng là 0 không không thì cũng hiện là vậy, và hiện lên giây, print ra con giây là xuất ra dữ liệu và cho hiện lên LCD cũng lấy hai cái không không luôn, và lấy dựa trên biên giây thì lúc biên giây sẽ đếm đếm lên và đến lên hơn 60 bắt đầu phút nó sẽ đếm đến lên một, và cứ như vậy và cho nó sẽ hiện lên, và em cho thời gian delay là 300 giây để cho nhanh hay cầm bay. Rồi cho lệnh vào mô phỏng.
À, đó bắt đầu dây nó chạy. À, hàng một là hiển thị tên, hàng hai là bắt đầu hiển thị giờ, phút và giây. Thử cho nó lên biến lên 60. Đó rồi, thế như vậy. Rồi, cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.